Nghị định số 119 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2024, quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, trong đó nêu rõ quy định về mở tài khoản giao thông. Theo đó, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sử dụng đường bộ mở tài khoản giao thông và cung cấp tài khoản truy cập ứng dụng thanh toán điện tử giao thông đường bộ cho chủ phương tiện ngay lần đầu gắn thẻ đầu cuối. Tại thời điểm thực hiện giao dịch thanh toán điện tử giao thông đường bộ, tài khoản giao thông chỉ được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật ngân hàng để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ. Mỗi tài khoản giao thông có thể sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện tham gia giao thông thuộc sở hữu của chủ phương tiện. Mỗi phương tiện tham gia giao thông chỉ được nhận chi trả từ một tài khoản giao thông. Đối tượng mở tài khoản giao thông bao gồm chủ phương tiện là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Chủ phương tiện là tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật. Hồ sơ mở tài khoản giao thông phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản giao thông theo quy định tại phụ lục kèm theo nghị định này.